Mến chào cả nhà, hôm nay em nấu bánh canh chay gồm có là hủ kia cộng mình ngâm nước nè cho nó mềm hồi để ráo mình chiên. Rồi đây là củ cải trắng, củ sắn, nấm đông cô, củ cải đỏ. Đây là nấm đùi gà, tàu hũ. Em mua hai loại tàu hũ này nè, là ta chiên nè. Rồi này hồi mình chiên sơ lại tàu hũ miếng. Đây mắm nấm nấm rơm đông lạnh. Và hành oro đây là để mình cháy cho nó thơm á. Đồ chay là phải có cái đó. Bánh canh ba dĩ với chả lụa chay. Chả lụa này ăn cũng rất là ngon. Đây. Bây giờ em vào bếp và em nấu cho cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Nãy giờ em hầm cái ba cái đồ bổi cả nhà, nấm rồi này kia, củ cải với củ sắn cho nó ra nước ngọt. Bây giờ mình bỏ thêm củ cải trắng vô nữa, tại vì củ cải trắng nó mau mềm. Rồi mình hầm tí xíu nữa, hồi mình cho đậu hũ vô. Rồi bây giờ mình chiên đậu hũ cho nó vàng nha cả nhà. Em chiên nãy giờ nó đã vàng rồi đó, đậu hũ nó vàng rồi đó cả nhà. Cả nhà nhìn thấy có ngon không? Nó giờ nó vàng lên đó. Đậu hũ mình chiên xong bây giờ tới mình xì chiên đậu cái này tàu hũ chi cộng chi cho nó vàng lên nó cả nhà. Tàu hũ chi cộng cho vàng vàng. Rồi mình đã chiên đậu hũ và tàu hũ kỳ cộng hết xong hết rồi nhé cả nhà. Bây giờ em đem vô em bỏ vô cái nồi súp nè. Đây. Rất là ngon nha. Nồi đó các loại nấm luôn. Nấm đùi gà, nấm rơm, rồi nấm đông cô, củ sắn, củ cải đỏ, củ cải trắng. Rất là ngon, ngọt lắm đó cả nhà ơi. Em còn cái chả lụa nữa, tí xíu ăn thì mình cắt vô. Rồi sau đó bây giờ cái cuối cùng là em đi phi hành nữa nha cả nhà. Đây giờ xong rồi mình nêm nếm cho nó vừa ăn á. Bột đem chay nè, miếng muối nè, tí bột ngọt, tí tí đường. Rất là ngon. Rồi bây giờ em bỏ hành oreo vô cháy cho nó vàng á cả nhà. Rồi đã xong hành rồi, bây giờ em làm mà một tô bánh canh chay đây cả nhà ơi, rất là ngon nha, đủ rau củ luôn đó, nấm các loại nấm, đậu hũ, tàu hũ kia cộng, nấm đông cô, nấm rơm, nấm đùi gà, củ cải trắng, củ sắn và củ cà rốt. Rất là ngon. Bỏ chút xíu hành cháy và một miếng ngò gai cho nó thơm á cả nhà. Rắc một miếng tiêu, ai ăn ớt thì bỏ tiêu vô. Rồi em mời cả nhà mình cùng dùng với em nha. Bánh canh ngày mùng 1 Tết đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.